Hello, xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một ngày mới thật là nhiều niềm vui. Thì video hôm nay mình xin chia sẻ là tục Tigino 1 được thêm 7 ngành mới vào. Thì theo công bố của Cục xuất nhập cảnh vào tháng 3 năm vào tháng 3 ngày 29 vừa qua, thì cái ngành sản xuất chế tạo máy móc đó, là được đổi tên và được thêm 7 mục mới. Thì những cái mục được thêm vào á, là như là sản xuất thùng giấy, hộp bìa cứng, sản xuất bê tông, sản xuất sản phẩm gốm sứ, rồi sản xuất sản phẩm dệt may, may mặc, sản xuất nhựa tái chế, nguyên liệu nhiên liệu giấy, và in ấn đóng sách. Thì những cái ngành này á, lúc trước á, là không có, bây giờ mới được thêm vào, đặc biệt là rất là có lợi cho những bạn mà đi thực tập sinh á. Đối với những bạn mà đi thực tập sinh ngành này á, thì lúc trước á, là các bạn hết thực tập sinh rồi, các bạn đi có thể là 3 năm hoặc 5 năm, sau khi hết thực tập sinh rồi thì các bạn chỉ có thể về nước thôi. Còn bây giờ á, thì có Tokutegino 1 rồi, thì các bạn đi thực tập sinh ngành này xong rồi, các bạn chuyển sang visa Tokutegino 1 luôn, và sau đó chuyển hết Tokutegino 1, hoặc là trong cái thời gian mà chưa hết Tokutegino 1 5 năm á, và các bạn có thể thi đỗ chứng chỉ Tokutegino 2 và xác nhận của công ty, thì các bạn vẫn có thể lên Tokutegino 2 và ở lại Nhật lâu dài giống như visa kỹ sư vậy ha. Có thể xin vĩnh trú được luôn. Thì mình xin chia sẻ thông tin này đến những bạn đang làm mấy cái ngành như là may mặc đồ đó. Thì mình thấy là mấy ngành may mặc nè, với lại sản xuất thùng giấy á, là các bạn đi rất là nhiều, sản phẩm dệt đồ đó là các bạn đi thực tập sinh rất là nhiều. Nhưng mà lúc trước á, vì không có Tokutegino 1 nên là các bạn phải về nước. Nhưng mà từ bây giờ á, thì các bạn yên tâm, và đặc biệt là khi mà mình đang là thực tập sinh đang là thực tập sinh những cái ngành này á, thì các bạn cố gắng học tiếng Nhật vào để sau này mình thi Tokutegino 2 nhé. Thì mình xin nhắc lại những cái ngành mà được bổ sung thêm một lần nữa để cho mấy bạn mà đang làm thực tập sinh của những ngành này á, có thể cập nhật được tin tức nhé. Thì đó đó là ngành sản xuất thùng giấy, hộp bìa cứng, sản phẩm bê tông, sản xuất sản phẩm gốm sứ, sản xuất sản phẩm dệt may, may mặc, và sản xuất sản phẩm nhựa tái chế, nhiên liệu giấy, in ấn và đóng sách. Đó là những cái ngành là như vậy. Mặc dù cập nhật tin tức hơi trễ một chút xíu, nhưng mà mọi người tham khảo nhé. Thì nếu mọi người có câu hỏi gì thì có thể để ở comment bên dưới. Mọi người nếu mà không có những câu hỏi gì đặc biệt á, thì mọi người đừng có inbox cho mình, bởi vì nhiều tin nhắn á, mình đọc xong á, là mình chưa kịp trả lời á, là nó trôi. Cho nên là mọi người để ở dưới comment bên dưới á, thì